Hello, Mỹ Mô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người ha. Hôm nay thì em có trở lại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nè, cũng như là cập nhật cho anh chị mình những dòng xe ha. Hôm nay thì nói chung thì rất là nhiều xe luôn anh chị các bạn ơi. Giá thì cũng rất là mềm luôn nha. Thì cũng tiếp tục với anh Thắng nè. Anh Thắng sẽ cập nhật giá cho anh chị các bạn mình ha. Cách mua bán trả góp như thế nào ha. Rồi, em chào anh. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay em lại giới thiệu xe đến anh chị em mình. Ai có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Địa chỉ của em là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Di An, Bình Dương. Và số điện thoại của em là 0923714488 hoặc 0578 Ngũ Quý 9 là 5 con số 9 nhé. Trước khi vào video thì em cũng xin phép giới thiệu sơ qua một chút phương thức mua bán cũng như hình thức trả góp bên cửa hàng cho anh chị em mình nắm rõ. Ai có nhu cầu thì cầm giấy tờ tới ủng hộ em nhé. Bên cửa hàng em nói chung đấy, như anh chị em thấy đó, xe nói chung là cũng đa dạng, đủ các chủng loại luôn đó. Thì hình thức trả góp thì bên em hiện tại là đang đồng hành với 3 ngân hàng. Anh chị em chuẩn bị cho em là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Gói vay lên đến 100 triệu. Xe dưới 40 triệu thì anh chị em mình không cần trả trước đâu nhé. Cái gói mà lên đến 70-80 triệu thì cái giấy tờ thủ tục thì nó có thể là nó dườm già hơn một xíu. Nhưng mà cái gói mà nhanh nhất mà dưới 40 triệu là anh chị em mình chỉ chuẩn bị cho em là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thôi. Ví dụ như dòng ẹt, dòng côn tay phổ thông, ẹt chân tơ như thế này. Xe khoảng độ 20-30 triệu thì anh chị em mình chỉ cần cầm căn cước công dân tới là nhận xe. Lãi suất thì cực kỳ là ok, hỗ trợ rất thấp cho anh chị em mình và không có gây phiền hà gì. Thì bên em cũng bán online, hỗ trợ bán online cho anh chị em mình. Anh chị em mình ở xa mà chốt được xe thì em sẽ ship cho. Thì trước khi ship đi thì anh chị em mình cũng phải đặt cọc cho em. Và cái đặt cọc này thì em hôm nay em cũng nhấn mạnh hơn một xíu nữa về cái vấn đề bị lợi dụng đó, hoặc là bị giả danh. Thì anh chị em mình nếu mà muốn chốt, muốn đặt cọc thì hãy gọi qua cho em bằng Zalo, bằng hình ảnh thực tế nhất. Ví dụ như là thấy em này, hoặc là thấy cái xe này này, rồi số tài khoản của em là trùng với số điện thoại luôn, là 0923714488 đó. Còn ngoài ra thì không phải nhé. Bởi vì vừa rồi đây thì em cũng nghe thấy mấy anh chị em cũng nói có những người cũng đã lấy cái hình ảnh của em hoặc cắt ghép video rồi. Thì anh chị em mình mà mua ở xa thì lưu ý giúp em cái vấn đề đó. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Thôi ở đây thì em bắt đầu giới thiệu xe. Thì như những cái dòng xe ẹt 150. Dạ. Như con này 27.900.000 đấy ạ. Dạ, xe 2018 màu đỏ đen. Đó. Biển số biển số 73, xe cũng mới về xong. Rồi, sang đến đây là con này là con biển số 36, 26.900.000. Con này được giảm 1.900.000 rồi còn 25 triệu nhé. Rồi. Rồi tiếp theo sang đây là con này biển số 66, 26.900.000, 2018 cũng được giảm 1.900.000 rồi còn 25 triệu. Và sang đây là biển số 81, 26.900.000. Dạ, cũng 2017, xe rất là ok, màu trắng đỏ đen này là 25.900.000, biển số 73 Quảng Bình, màu đen nhám biển Sài Gòn là 26.900.000, 50N. Nói chung những cái xe như này thì bên em là có bảo hành máy cho anh chị em mình. Anh chị em mình nhớ nhé, xe cũ thật ra thì ở trong hãng thì đã hết bảo hành, nhưng cửa hàng vẫn bảo hành máy cho anh chị em mình là 6 tháng là bảo hành cái máy vậy nhé. Dạ, ok nhé các bạn. Còn những phần phụ là anh chị em mình là tự xử, như đi là nhông sên đèn điện gì đó. Nói như vậy nhiều khi anh em cứ thắc mắc. Rồi tiếp theo con này con biển số 69 đời 2019 led 3 khoang, 30.900.000 thôi cả nhà. Màu đen cam bạc, màu này rất là đẹp luôn. Tiếp theo màu đen cam này nữa là 31.900.000. Đó. Rồi sang đến phần Winner V1 thì hiện tại giờ là nó cũng hôm nay nó cũng về được mấy con, bởi vì vừa rồi là anh chị em ủng hộ em quá nhiều, quá mạnh luôn cái dòng này luôn. Thật sự là về không kịp về để bán luôn đó. Dạ. Như con này là 25.900.000. Đó. À quên, xin lỗi, 24.900.000. 24.900.000 mới. Rồi tiếp theo sang đây 25.900.000, được giảm 1.900.000 là còn có 24 triệu này. Màu đen cam bên đây 24.900.000. Dạ, màu đen cam, biển số 68.
À quên, con bên đây biển số 74 chứ cả nhà nhé. Dạ. Em đọc nhanh quá anh em. 25.900.000. Dạ, màu xanh, màu trắng xanh. Con này màu còn khá đẹp nữa các bạn. Mà hai con này là 26.900.000 tiếp, màu vàng. Màu vàng đen, em đọc bảng số. Con màu vàng đen là biển số 36 này. Và con màu trắng xanh là biển số 67 này. Đó. Đó các bạn ha. Biển số 67. Hiện tại thì cũng có GTR nhưng mà có khách cọc rồi nè. Con này có cọc luôn. Con này thì vừa rồi cái video vừa rồi nó lên nó khoảng độ mấy phút đồng hồ thôi mà dạ. Đã chốt cọc rồi. Cọc rồi. Bởi vì hàng này thì lâu lâu mới có một chiếc. Dạ, tiếp theo thì mình xem Sonic nhé. Sonic. Sonic thì hiện tại bây giờ là còn cũng ít thôi ạ. Con này biển số 72, 39.900.000. Và con bên đây là 35.900.000 là đã được bao hồ sơ. Đó. Còn đây là Sachia. Sachia biển số 67, 37.900.000. Tiếp theo con này là hai đời 2021, 42.900.000, biển số 94. Đó. Rồi Sachia màu đen nhám bản 2021 luôn. 42.900.000 luôn. Ôi sang đây là con biển số 66, 39.900.000. Là con này là con màu đỏ đen. Con Raider, mình xem con Raider cá luôn anh. Hả? Con Raider này cá. À con Raider sang cơ này. Biển xì phố, biển Sài Gòn ở Bình. Màu cái lốc. Raider sân cơ cực kỳ hiếm luôn nha các bạn. 59S 08488. Raider sân cơ nó có một cái biệt danh là em trai thần gió. thì thôi rồi. Rồi. 19 triệu anh. 20.900.000. Cái con 19 triệu thì bán rồi. Dạ. 20.900.000 mới về được đi non biển Sài Gòn. Dạ. Tiếp theo thì Adventure ha, Adventure 135 cũng còn ha, thì mình xem con 155. Ở đây có hai con 155. Hai con 155 VVA RC. Một con màu trắng trắng đen, một con màu đỏ đen. Con màu trắng đen bên trong là con biển số 36. Giá là 44.900.000. Còn con bên ngoài là biển số 77. Cũng bằng giá luôn. Hai con này ơ đo thấp, có mấy ngàn cây số thôi. Nói chung là xe chưa chạy hết Zodai cả nhà nhé. Xe còn rất là tuyệt vời, ông mặt trời. Xe còn khá như mới một chiếc luôn xe mới, nó tóm lại là xe mới như nào đó vậy luôn. Dạ. Như rồi. Vậy thì không phải phải bàn tính về chất lượng nữa, đúng không ạ? Tiếp theo thì 135 nè, còn hai chiếc nè. Cũng ôi rồi, 135, 135 em xả cho đến 15.500.000 rồi. Giá của nó là 17.900.000. Mà giảm bây giờ chỉ còn có 15.500.000 thôi. Một con biển số 60, à một con biển số 61 và một con biển số 70. Máy móc zin, nó đóm lại là cái dàn áo nó hơi chảy. Đó, hơi chảy. Có rất là nhiều bạn cũng hỏi cái áo này mẫu này ha. Mẫu này thường thường bây giờ thì anh em về toàn là xuống ẹt nhỏ 2011. Đúng rồi, rất là đẹp. Cho nên là em cứ vậy em bán được, bởi vì thật ra thì mình cũng không có thời gian. Nếu mà có thời gian làm được thì cũng được ạ. Rồi, qua đây, Winner X nè anh em. Winner X. Winner X thì 2019 biển số 93, 31.900.000 cho phiên bản ABS. ABS nha mọi người. Đây. Rồi con sơn 3D trong đây. Màu vàng sơn 3D biển số 81. Con này rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Không phải nói là đẹp, cực đẹp luôn. Rồi xong. À, mâm đỏ này lên gác chân đồ sơn 3D này. Màu sắc sặc sỡ luôn. 29.900.000. 29.900.000 thôi ạ. Rồi, nguyên một lô ngoài này luôn nè anh em ơi. VW X đợt này khá là nhiều luôn nha. Rồi. Như con này. 30.900.000, con này đã được bao hồ sơ 2020. Rồi. ABS nha các bạn. Rồi tiếp theo
Con này là 28.900.000. Và sang đây 28.900.000 tiếp biển số 61. Ok chưa? Số 61. Và sang đây là con biển số 86 30.900.000. ABS luôn nhé, phiên bản ABS. Rồi con màu đen này 27.000.000, biển số Hà Nội 29. Con CBS này là 28.900.000. 28.900.000. Tiếp theo sang đây là 28.900.000 tiếp con biển số 66 cũng CBS. Và CBS tiếp cũng hai à, con này 29.900.000, biển số 81. Đây có em một và ở đây có nữa. Một con Sachia giá là 38.900.000. Wow, khá là nổi bật nha các bạn, màu sắc rất là đẹp. Cặp mâm các bạn giờ không thấy ha, khá là nổi nha. Con này là 2019 cả nhà nhé, 2019 biển 47 luôn nha anh em. Khá là đẹp nha. Con này nhiêu anh Thắng? 38.900.000. Các bạn trong video mà mình xem những dòng xe các bạn mình cần tìm mua chưa kỹ cho máy, mình có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc chụp màn hình để gửi qua Zalo nha. Có ảnh cho anh chị các bạn mình xem xe là cho kỹ nha anh chị các bạn. Ok. Rồi. Đây có mấy con mới về này. Ngoài này nữa. AB giới thiệu luôn. Bên kho cái vẫn còn nhưng mà kho chưa có mở lên. Nói chung về phần xe tay ga thì anh chị các bạn mình nếu mà có nhu cầu quan tâm thì cứ đến trực tiếp cửa hàng xem xe, rất là nhiều loại luôn nha. Biển số thành phố như con này là một chủ luôn, xe chạy mới có 30.000 thôi. 34.000. Trời ơi, Novo 4 mà chạy 34.000 từ đời đó giờ. Gọi là xe cọp được. 7 triệu có ai mua không ạ? 7 triệu nha. Có ai mua liên hệ với em nhé. Xe quá cọp luôn. Rồi, sang kế bên là một con AB 2015 phiên bản kỷ niệm. Đó. Màu xám bạc biển số 19. Con này màu cũng khá đẹp đó. Rất là nhiều bạn ơi chuộng cái màu này lắm đó. Dạ 21.900.000. 21.900.000 thôi cả nhà. Cái màu không sáng không tối nhưng mà nó dịu dịu, rất là đẹp đó các đẹp bạn. Đẹp lắm, sang lắm con này. Đây. Còn qua đây này AB đầu bò. Đây, AB đầu bò luôn này. Chỉ có 10 triệu. À quên, xin lỗi, 13 triệu. 10 triệu là anh em hấu lại nha. 13 triệu nha anh em ơi. 13 triệu. Xe màu trắng nha. Trắng. Rồi, SH đây cũng mới về xong. 150 2018. Xe nói chung là anh em chỉ cần việc đổ xăng là chạy. Chắc phải làm xe gì mới về luôn anh em. Mới ken luôn, lát 2 tầng này. 79.900.000. 150. Hỗ trợ trả góp luôn nha anh em. Tất cả dòng 150. Xe đều hỗ trợ trả góp nha anh em ha. Ok. Đó, ngoài ra thì trong cửa hàng còn rất là nhiều xe anh chị các bạn, xe tay la. Thì các bạn mình nếu mà cần tìm, mình cần mua những dòng xe gì thì mình cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc đến địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt với An Bình Dương nha. Đó. Đây là rất là nhiều xe nè anh em. Cửa hàng ha. Tay ga thì SH thì nói chung thì rất là nhiều luôn. SH đủ loại cho anh thì chị này có thể lựa luôn nè. Rất là nhiều. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì ghé ủng hộ em nhé. Nói chung là nó cũng đủ các dòng xe luôn đó. Thì hôm nay thì em bên Mỹ thì xin phép là quay những cái dòng mô tô. À quên, dòng côn tay phân khúc nhỏ. Đó. Còn xe tay ga thì hẹn anh em ở một cái video tiếp theo. Đó, okay. Xin chào mọi người nhé. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo.